Chào mừng các bạn đến với kênh Bộ Tộc. Hôm nay chúng ta cùng khám phá tục kết hôn đồng giới ở Tanzania. Tại bộ lạc Kaza thuộc vùng Mara, phía bắc Tanzania, một tập tục kỳ lạ đang được hồi sinh và được cộng đồng bộ lạc này ủng hộ tục kết hôn đồng giới nữ. Ngôi nhà của Mugo Siman Ingo và Anastasia Zuma nằm giữa một nhóm những xóm nhỏ ở ngôi làng hẻo lánh Niamonga ở vùng cực bắc của Tanzania. Hiện tại, người ta vẫn chưa xây dựng bất cứ con đường nào dẫn đến những ngôi nhà mái lá hình tròn. Trong vùng đất đầy cây bụi, chỉ có những con đường mòn do những con vật nuôi đi giết mà thành. Luật UNBA Topu. Bộ lạc Kaza là một cộng đồng thiểu số với số dân khoảng 700.000 người, phân bố khắp vùng phía bắc Tanzania. Ở đó, Zuma, một phụ nữ nhỏ nhắn 27 tuổi cùng người vợ Mugosi, 49 tuổi của mình đã kết hôn với nhau. Theo một tục lệ địa phương có tên là UNBA Topu, ngôi nhà của phụ nữ, tập tục này cho phép phụ nữ kết hôn với nhau để giữ lại tài sản và kế sinh nhai của họ khi không còn người chồng. Theo các bậc cao niên của bộ lạc này, những cặp đôi phụ nữ ở bộ lạc chiếm khoảng 10-15% tổng số hộ dân. Các cặp đôi này có thể sinh sống, nấu ăn, làm việc và nuôi con cùng nhau, thậm chí ngủ chung, nhưng họ không quan hệ tình dục. Phóng viên Gina Maningo là người của bộ lạc Kaza, hiện làm việc cho một tờ báo hàng đầu Tanzania cho biết, UNBA Topu là một cơ cấu gia đình thay thế và đã tồn tại nhiều năm nay. Không ai biết nó xuất hiện từ khi nào, nhưng mục đích chính là cho phép phụ nữ giữ lại tài sản của cải của họ. Theo luật của bộ lạc Kaza, chỉ những người đàn ông mới có thể thừa hưởng gia tài. Nhưng với UNBA Topu, nếu một người phụ nữ không có con trai có chồng chết hoặc bỏ đi, người đó có quyền kết hôn một phụ nữ trẻ hơn. Người phụ nữ trẻ này có quyền lấy một người đàn ông và sinh ra người thừa kế cho người phụ nữ lớn tuổi. Phong tục này rất khác với hôn nhân đồng giới ở phương Tây. Gina nói thêm, đa số những người của bộ không biết về sự tồn tại của quan hệ tình dục đồng tính nam ở một số nơi khác trên thế giới. Đặc biệt, họ càng không biết về mối quan hệ tình dục đồng tính nữ. Cô phóng viên 29 tuổi cho biết thêm, tục lệ UNBA Topu đang trải qua một đợt hồi sinh theo hướng hiện đại. Trong nền văn hóa đa thề và gia trưởng của bộ lạc Kaza, những người đàn ông thường dùng bò như là một loại tiền tệ để mua vợ. Do đó, ngày càng có nhiều phụ nữ Kaza trẻ tuổi chọn cách cưới một phụ nữ khác. Họ nhận thấy rằng sự kết hợp này mang lại cho họ nhiều quyền lực và tự do hơn. Những cuộc hôn nhân giữa phụ nữ cũng giúp giảm bớt nguy cơ bạo lực tình dục, tảo hôn và tục lệ cắt bỏ bộ phận sinh dục phía ngoài của phụ nữ. Tập tục này vẫn còn quá phổ biến trong xã hội của chúng tôi. Những phụ nữ trẻ ngày này ngày càng có nhận thức cao và họ từ chối chịu đựng những hủ tục như vậy. Cuộc sống của những cặp đồng giới nữ. Hiện tại, Zuma và Mugosi đang sống hạnh phúc bên nhau. Cặp đôi cưới nhau vào tháng 6 năm ngoái, sau khi gặp nhau qua mái mối của những người hàng xóm. Vào thời điểm đó, Zuma đang một mình nuôi ba đứa con. Khi Zuma chỉ mới 13 tuổi, cha của cô ép cô lấy một người đàn ông 50 tuổi vì ông ta đang muốn lấy vợ hai. Ông ta trả cho cha của Zuma 8 con bò và đối xử với cô như một nô lệ. Zuma sinh được một bé trai rồi bỏ trốn. Sau đó, Zuma tiếp tục sinh thêm 2 đứa con trai với 2 bạn trai, nhưng rồi họ đều rời bỏ cô. Kể từ đó, Zuma không còn tin tưởng đàn ông nữa. Cô nói, cưới một phụ nữ xem ra là giải pháp tốt nhất. Mugosi nói rằng, Zuma là một người hoàn toàn phù hợp với cô. Chồng của Mugosi rời bỏ cô từ cách đây 10 năm vì Mugosi không có khả năng sinh nở. Họ không ly hôn, nhưng vì Mugosi không có con nên khi ông này qua đời cách đây 18 tháng, quyền sở hữu tài sản là 6 túp lều và một số đất đai có nguy cơ thuộc về họ hàng của ông ta. Tôi cảm thấy rất may mắn khi gặp được Zuma và những đứa con của cô ấy. Giờ đây, tôi đã có một gia đình và có người thừa kế. Tôi thật sự rất yêu quý chúng, Mugosi nói. Cặp đôi không tổ chức lễ cưới, nhưng Mugosi đã trả lại 8 con bò cho gia đình chồng cũ của Zuma. Số tài sản này đã giải phóng mối dây ràng buộc giữa Zuma và chồng cũ, nhưng lại gắn bó cuộc hôn nhân giữa Mugosi và Zuma. Hai người phụ nữ trồng cấy và nuôi gia súc để trang trải cuộc sống. Họ cùng nhau chăm sóc những đứa con của Zuma: Muita, 11 tuổi, Jomi Niko, 7 tuổi và Daudi, 4 tuổi. Mugosi nói, chúng tôi chia sẻ mọi thứ đều nhau. Chúng tôi đều có tính cách ôn hòa nên chẳng bao giờ cãi nhau. Trong khi Mugosi không còn hứng thú về những mối quan hệ tình cảm với nam giới, bà ấy cảm thấy hạnh phúc nếu Zuma tìm được một người đàn ông tốt. Cô ấy vẫn còn trẻ. Vì thế, tất nhiên cô ấy mong muốn có một người đàn ông bên cạnh mình. Tôi không can thiệp vào quyết định chọn bạn trai của cô ấy. Zuma sẽ tự chọn lấy tình yêu của mình, Mugosi nói. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.